Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày một bài ECG nâng cao. Hôm nay mình sẽ trình bày phần nhịp nhanh thất đa hình thái và xoắn đỉnh. Đây là hai rối loạn nhịp thất thường gặp trong những bệnh nhân nặng và là hai rối loạn nhịp thất khá dễ để chẩn đoán nếu bạn có một kiến thức điện tiêu đồ cơ bản. Đầu tiên ta định nghĩa nhịp nhanh thất đa hình là gì? Trên màn hình của các bạn đây là một đoạn ngắn ECG ghi về nhịp nhanh thất đa hình. Định nghĩa nhịp nhanh thất đa hình là một dạng của nhịp nhanh thất khi mà có rất nhiều ổ phát rung động ở thất tạo ra các phúc bộ QRS biến đổi nhiều về tần số, trục và thời gian kéo dài. Một trong những nguyên nhân hay gặp nhất của nhịp nhanh thất đa hình đó là thiếu máu cơ tim. Ở trên điện tiêu đồ này ta có thể dễ dàng nhìn thấy đây là một đoạn ghi điện tiêu đồ ở chỉ đạo D2 khi mà những phúc bộ QRS không đều nhau về biên độ tần số, trục cũng thay đổi, có những phúc bộ QRS chủ yếu là trục dương, có những phụ bộ QRS của nó lại âm. Thứ hai nữa là duration, thời gian kéo dài của nó thì có cái rất là rộng, có cái rất là hẹp. Vậy đấy là định nghĩa về PVT hay nhịp nhanh thất đa hình. Còn xoắn đỉnh thì sao? Xoắn đỉnh là một dạng đặc biệt khi mà đặc biệt của nhịp nhanh thất đa hình xảy ra khi có kèm theo đó là đoạn QT của bệnh nhân kéo dài. Nó có đặc tính đó là các phúc bộ QRS sẽ xoắn xung quanh đường đẳng điện của bệnh nhân. Ví dụ trong trường hợp này ta có thể nói là xoắn đỉnh vì sao? Hãy tưởng tượng đây là một đường đẳng điện của bệnh nhân theo hướng mũi tên tôi chỉ. Thì khi các phúc bộ QRS liên tục tạo thêm các đoạn lên xuống, các bạn hãy tưởng tượng như một vòng xoắn dần và có những đoạn xoắn rất là sát ngay đường đẳng điện, có những đoạn thì sẽ xoắn xa dần. Ví dụ như đoạn này chẳng hạn thì khoảng cách nó đã tăng dần lên. Một ví dụ khác ở đây thì ta thấy nếu mà đây là đường đẳng điện thì các phúc bộ QRS đã liên tục tạo các vòng xoắn xung quanh đường đẳng điện. Hay nói cách khác, có một số định nghĩa nói là xoắn theo trục sin của một cái biểu đồ. Vậy thì xoắn đỉnh thì có khác biệt gì với nhịp nhanh thất đa hình? Như tôi đã nói thì xoắn đỉnh là một dạng đặc biệt của nó và đó được định nghĩa là sự tồn tại của cả hai nhịp nhanh thất đa hình và đoạn QT kéo dài trước đó. Ngoài ra thì có một dạng khác cũng là một nhịp nhanh thất đa hình, đó là nhịp nhanh thất hai chiều, là một dạng khác của nó và thường xảy ra khi có ngộ độc digoxin. Tiếp theo ta có một số đặc điểm của xoắn đỉnh thì nó thường là thời gian tồn tại của xoắn đỉnh thường ngắn và thường tự hết. Tuy nhiên nó có thể kèm theo đó là việc rối loạn về huyết động và có thể tiến triển đến rung thất. Đoạn QT dài thì có thể được định nghĩa là khi một QT lớn hơn 400 mili giây, 50 mili giây. Các bạn tính đoạn QT thì thường tính như thế nào? Đây là một trường hợp QT dài do việc hạ kali máu của bệnh nhân. Tính đoạn QT thì ta có thể tính đầu của phúc bộ QRS, hay nói cách khác là điểm bắt đầu của sóng Q nếu có, đến điểm kết thúc của sóng T hoặc sóng U. Như trường hợp này ta có thể tính đây là đoạn bắt đầu sóng Q ngay tại điểm mũi tên và kết thúc của sóng U ngay tại đây. Và khi đoạn QT lớn hơn 450 mili giây, ta có thể cân nhắc đến việc chẩn đoán là điện tiêu đồ có QT kéo dài. Ngoài ra, đoạn QT kéo dài có thể liên quan đến những nguyên nhân thứ phát như các tác dụng phụ của thuốc, rối loạn điện giải cũng có thể gây nên hiện tượng QT kéo dài. Hạ kali máu là một cái nguyên nhân hay gặp của hiện tượng QT kéo dài. Ngoài ra còn có hội chứng QT kéo dài bẩm sinh. Đây là một cái bản đánh giá cái việc thay đổi tần số tim nó sẽ làm cho đoạn QT kéo QT thay đổi như thế nào. Trường hợp nhịp tim càng nhanh lên thì đoạn QT có vẻ sẽ lại càng ngắn xuống. Khi mà so sánh đoạn QT thực sự của bệnh nhân với QT lý thuyết như thế này, bạn có thể mường tượng được đó là QT của bệnh nhân có thực sự kéo dài hay không. Ví dụ như thế này chẳng hạn, tần số tim
khoảng 70 70 chu kỳ trên phút thì đoạn QT nó khoảng vào khoảng 480 mili giây. Còn khi ở tần số khoảng 140 chu kỳ trên phút thì đoạn QT nó khoảng là 300 mili giây. Vậy với mỗi cái giới hạn mà QT dài hơn lý thuyết thì ta có thể nhận định đó là đoạn QT đã có kéo dài, hoặc bạn có thể tính QTC để hiệu chỉnh lại cái giá trị QT theo tần số tim. Tiếp theo ta sẽ đi xem các ví dụ về những điện tim đồ ở những bệnh nhân có QT kéo dài. Đầu tiên ở điện tim đồ này ta có thể thấy như sau. Bệnh nhân này điện tim đồ đầu tiên ta thấy những cái nhịp tim của bệnh nhân có vẻ là nhịp xoang với các sóng P đi trước phục vụ VLS kèm theo hiện tượng nhiễu làm cho thay đổi cái đường cơ bản của điện tim. Nhưng ta có thể thấy ở đây thì có rõ ràng là có thể tính đoạn đoạn QT. Và ở trong trường hợp này người ta đã được tính QTC, QT hiệu chỉnh là xấp xỉ khoảng 480 mili giây. Với tần số tim này là QT của bệnh nhân đã kéo dài. QT kéo dài là một trong những thứ có thể khởi phát nên xoắn đỉnh, các bạn gần nhớ điều đó. Ví dụ trong trường hợp này ta có thể thấy như sau. Trên nền một bệnh nhân có QT kéo dài, những cái ngoại tâm thu thất, đây là một nhát ngoại tâm thu thất, đây cũng là một nhát ngoại tâm thu thất. Hai cái nhát ngoại tâm thu thất này có vẻ là đến từ hai ổ khác nhau, hay nói cách khác ở những bệnh nhân như thế này, QT kéo dài kèm theo những ổ ngoại tâm thu nhịp đôi hoặc là trùng đôi thì rất có thể bệnh nhân đang kèm theo đó là một bệnh lý về thiếu máu cơ tim. Khi đó rất dễ có thể gây nên những rối loạn nhịp như xoắn đỉnh hoặc nhịp nhanh thất đà hình. Trường hợp này thì sau đó đây là có thể là một cái ngoại tâm thu nó đã khởi phát nên cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân. Ta thấy rất rõ đoạn cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân với các phúc bộ QLS xoắn xung quanh cái đường đẳng điện của bệnh nhân. Và ở trường hợp này ta có thể thêm một cái định nghĩa nữa, đó là một cái phenomen là một cái dạng nữa, đó là dạng ngoại tâm thu thất R trên T, hay nói cách khác ngoại tâm thu thất với cái sóng R chèn lên sóng T của nhát xoang đi trước. Ví dụ ta mường tượng đây là sóng T của bệnh nhân, sóng T xoang của bệnh nhân thì rõ ràng sóng T của nhát tiếp theo nó phải ở đây, nhưng ở đây thì ngoại tâm thu thất đã chèn ngay vào sóng T, hay là còn ngoại tâm thu thất dạng R trên T, một dạng loại dạng ngoại tâm thu thất nguy hiểm mà theo phân độ Lao thì đó là ở mức 5 năm. Tiếp theo ta đến một ví dụ khác. Đây là một ví dụ của một bệnh nhân có cơn xoắn đỉnh ở đằng sau. Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ cơn xoắn đỉnh, các phúc bộ QRS rất rất nhanh, tần số khoảng xấp xỉ 220 chu kỳ trên phút, khác nhau biên độ tần số thay đổi liên tục tạo nên các vòng xoắn xung quanh đường đẳng điện của bệnh nhân. Vậy nguyên nhân gì đã gây nên cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân này? Rõ ràng ta có thể thấy ở đây ta phải đi tìm hiểu điện tim đồ bình thường trước cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân. Ở đây thì qua xem xét ta có thể thấy điểm bất thường nhất ở bệnh nhân này đó là khoảng QT của bệnh nhân cực kỳ kéo dài. Ta tính từ đây đoạn QT của bệnh nhân từ đây. Đoạn QT của bệnh nhân này kéo dài vì sao? Vì xuất hiện thêm cả một sóng U đằng sau, sau sóng T. Đây là sóng T có thể là có hai pha hoặc là âm, nhưng ngay sau đó nó xuất hiện một sóng U nào đoạn QT hoặc QU kéo dài ra. Những trường hợp hay gặp nhất trong hiện tượng này đó là hiện tượng kali máu của bệnh nhân ra. Ở bệnh nhân này kali máu của bệnh nhân vào khoảng 1,7. Thì khi đó thì điều gì sẽ xảy ra để tạo được một cơn xoắn đỉnh? Thì ta thấy ở như sau, ở chuyển đạo D2 kéo dài, trên nền một bệnh nhân có QT kéo dài, một nhát ngoại tâm thu thất đến sớm chèn vào sóng T đã làm khởi phát cơn xoắn đỉnh. Như vậy để tạo được một cơn xoắn đỉnh thì bạn phải có một yếu tố nào đó để dẫn đến được nó, và yếu tố cái kích được cơn xoắn đỉnh nên nó thường là những cái nhát ngoại tâm thu thất của bệnh nhân. Đây là một trường hợp khác cũng là một hội chứng QT kéo dài do hạ kali máu và kèm theo đó là cơn xoắn đỉnh đi theo đằng sau. Đây thì sao? Đây là một ví dụ về một cái điện tim của bệnh nhân được ghi nhận bằng trên monitor. Đây là chuyển đạo D2. Tại sao ở đây chúng ta nói xoắn đỉnh? Thứ nhất là ta thấy đây là một trường hợp bệnh nhân có nhịp nhĩ. Bởi vì sao? Bởi vì sóng P ở D2 ta thấy ở đây có thể có sóng T âm hoặc là T hai pha, và rõ ràng việc một sóng T âm hoặc hai pha ở chuyển đạo D2 thì hơn chăng là ta nghĩ đến một nhịp nhĩ nhiều hơn. Trên này một nhịp nhĩ kèm theo đó là QT của bệnh nhân cực kỳ kéo dài trên
với cái tần số tim khoảng vào khoảng 90 chu kỳ trên phút mà đoạn QT kéo dài đến gần sát sóng P của nhát sau, thì đây là chắc chắn là có QT kéo dài. Thì với trường hợp này thì một ngoại tâm thu thất ở đây và một ngoại tâm thu thất ở đây đã chèn vào sóng T khởi phát cơn xoắn đỉnh đi theo đằng sau. Đây là huyết áp động mạch của bệnh nhân được theo dõi. Thì khi mà trong cơn xoắn đỉnh thì huyết áp của bệnh nhân tụt cực kỳ sâu, và như thế này việc tưới máu các cơ quan sẽ không đảm bảo và dẫn đến rất nhiều triệu chứng lâm sàng và dẫn đến bệnh nhân có thể tử vong nếu tiến triển nặng hơn, chuyển sang rung thất. Đây nữa là một ví dụ điển hình, các bạn có thể bắt gặp cái điện tiêm đồ này ở rất nhiều trang. Ta có thể thấy như sau, ở bệnh nhân này thì ta không thấy một phức bộ QRS nào rõ ràng đi liên tiếp nhau cả, nhưng ta thấy đây là một nhát xoang của bệnh nhân với sóng P đi trước phức bộ QRS kèm theo một cái sóng T có vẻ rất là rộng ở đây. Nếu mà ta vẽ chuẩn thì sóng T sẽ kết thúc tại đây, và như thế này thì QT của bệnh nhân chắc chắn sẽ lớn hơn 480 mà vào khoảng 600 ms giây. Khi đó thì ở bệnh nhân này có kèm theo nữa đó là hiện tượng ngoại tâm thu thất theo nhịp đôi liên tục như thế này. Và ở những cái nhát xoang bình thường thì ta có thể thấy là sóng T âm ở một vài chuyển đạo. Như vậy ở trên bệnh nhân này rất dễ có thể gây nên những cơn xoắn đỉnh hoặc nhịp nhanh nhất thất đa hình, QT kéo dài kèm theo ngoại tâm thu thất. Còn gợi ý bệnh nhân này có bệnh về thiếu máu cơ tim. Đây là monitor của một bệnh nhân được theo dõi trong phòng cấp cứu. Đây là nhịp xoang bình thường của bệnh nhân, các bạn thấy các nhịp bình thường bệnh nhân. Đây là một nhát ngoại tâm thu thất của bệnh nhân, và ngay sau đó thì nhát ngoại tâm thu thất đó đã khởi phát lên cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân như thế này. Các bạn có thể thấy rất rõ cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân. Ở đây cơn xoắn đỉnh của bệnh nhân máy monitor ghi được vào tần số khoảng hơn 200 chu kỳ trên phút, liên tục đảo chiều các phức bộ QRS, và ta có thể hình dung đây là một đường đẳng điện mà các phức bộ QRS đang xoắn xoay xung quanh nó. Như vậy hôm nay mình đã trình bày về cơ bản nhịp nhanh thất đa hình và xoắn đỉnh, những trường hợp dễ gây nên những cơn xoắn đỉnh, cơ chế của nó, và kèm theo đó là một vài ví dụ cho những cơn xoắn đỉnh như thế này.